Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin hôn nhân của vợ chồng Khởi My gặp trục trặc. Trước những đồn đoán không hay về cuộc hôn nhân đã gắn bó gần 7 năm, nữ ca sĩ chính thức có những phản hồi đến người hâm mộ. Theo đó, tin đồn xuất phát từ việc Khởi My đăng bức ảnh một mình kèm status tháng mấy, chia tay. Tiếp đó, ca sĩ Trung Quân lại đăng khoảnh khắc của anh, Khởi My và Thùy Chi với dòng trạng thái nhìn cứ thấy ê cũng ái. Cụm từ ê cũng ái của Trung Quân được cho là nói lái của ái cũng ế, nên dân tình suy đoán hôn nhân của Khởi My có vấn đề sau 7 năm chung sống. Đến tối ngày 26 tháng 3, Khởi My đã đăng bức ảnh bản thân nhưng hài hước nói là kéo dìn, đội tóc giả. Ngoài việc công khai khoảnh khắc bên chồng bằng biệt danh thân mật, Khởi My còn tiết lộ bản thân phải bật cười thả ha ha khi đọc những bình luận cho rằng vợ chồng cô ly dị. Đồng thời, Khởi My còn trách Trung Quân gây hiểu lầm mạng xã hội khi người hâm mộ bày tỏ sự hoang mang lo lắng vì bất ngờ thấy tin Khởi My và Kevin Khánh ly hôn sau 7 năm gắn bó. Nữ ca sĩ còn trêu fan rằng yêu bóng vía dữ vậy sao. Như vậy, Khởi My có động thái phủ nhận những tin đồn trục trặc hôn nhân với Kevin Khánh. Thông qua tương tác với fan của mình, người hâm mộ đã yên tâm hơn. Vào tháng 2/2024, Khởi My đã đăng tải khoảnh khắc nắm chặt tay chồng khi cả hai cùng đi du lịch. Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm vợ chồng cô đang rất hạnh phúc thì không có lý do gì cả hai lại lao đi kiếm tiền để bỏ bê tổ ấm của mình. Cặp đôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống thay vì có con như những cặp đôi khác. Khởi My và Kevin Khánh là một trong những cặp đôi được công chúng yêu mến với chuyện tình yêu bền chặt. Khởi My và Kevin Khánh quen nhau khi đóng chung MV gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Cặp đôi vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm nhưng đều phủ nhận. Nhiều lần được hỏi về mối quan hệ với đối phương, Khởi My và Kevin Khánh đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tới 2017, hai người bất ngờ thông báo tổ chức lễ ăn hỏi thông qua livestream trên trang cá nhân. Sau khi kết hôn, hai người khá im ắng, hạn chế xuất hiện trong các chương trình, sự kiện giải trí. Khởi My gần như chuyển hướng sang streamer. Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ với mascot cừu bông. Lần đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng, nữ ca sĩ xuất hiện trên chương trình lớn nên rất được chú ý. Từ đó đến nay, Khởi My cũng biểu diễn ở một số sự kiện đêm nhạc phong trà. Trong những năm bên nhau, hai người dành nhiều thời gian du lịch nước ngoài, trong nước. Họ thường lái xe phân khối lớn đi vượt nhiều nơi. Kevin Khánh từng tiết lộ anh và Khởi My chưa có ý định sinh con. Nam ca sĩ chia sẻ, chúng tôi thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại rất vui, do đó cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp. Về phía Khởi My, nữ ca sĩ tâm sự vợ chồng cô ở với nhau đã tăng động và trí chóe có thêm đứa nữa sẽ sinh chuyện. Mẹ của Khởi My cũng từng bày tỏ tôn trọng mong muốn của hai con. Tôi không can thiệp tác động gì đến mong muốn của các con, mỗi người một cuộc sống mà. Tôi làm tròn bổn phận của mình là xong rồi. Tôi giờ già cả, chỉ mong các con hạnh phúc là mình mãn nguyện nhất, mẹ Khởi My chia sẻ.